ngày hôm nay mà đến với Trung Quốc thì pháo bắn khắp nơi mình ạ. Ni hao. Nhà ăn chưa? Đang nhà cúng người. Cúng rồi à? Dạ bây giờ cũng vậy à? Thế việc mình đang cúng đây là cúng cho gia đình mình à? Tiên ở dưới miền Nam lên đấy. Những cái vật dụng. Một vạn à? Xin chào mọi người. Hiện tại thì Khang lại có chuyến du lịch bụi ở bên Quảng Tây Trung Quốc. Và hôm qua thì Khang có quay ở trên làng Sơn Tâm, một trong ba làng của người dân tộc Kinh. Ngày hôm nay mình lại đến với Vũ Thầu mình ạ. Đây cũng là một trong ba đảo của người dân tộc Kinh có một cái điều kiện và một cái kinh tế khá là tốt. Và hôm nay là ngày 24 tháng Chạp, chuẩn bị Tết rồi. Thì mình vào trong đây xem rằng là những người dân tộc Kinh, những người biết nói tiếng Việt này, người ta sẽ có một cái Tết như thế nào và người ta có giống hay có khác gì với Việt Nam mình hay không. Chào ông ạ. Ni hao. Ni hao. Ồ, bắn mình này. Ni hao à. Su su. Đang bắn pháo bên này, đi sang bên này xem bắn pháo. Bắn pháo mày ạ. Trong đằng. Trong đây thì khá đẹp luôn mày ạ. Đây, mình hôm nay mới thấy những người mà phụ nữ cũng như là những người trẻ con đang đi chúc Tết mình ạ. Không phải đi chúc Tết mà đi chơi Tết trong cái dịp mà gần Tết rồi mà. Đi về cũng đi làm ăn về anh nhỉ? Ờ, và mình mình anh thấy là những người con gái ở đây có nét giống gái Việt mình nhỉ. Đẹp á, xinh xinh. Hồi xưa là làm ăn bên trong á. Ờ. Bây giờ Tết thì đã di chuyển về khu vực nông thôn là về với gia đình. Ý là Mạnh đang bảo là những người đi xa hôm nay trở về. Wow. Nhiều tô anh nhỉ? Nếu mà ô tô thì bên này gọi là bao rồi. Hello cô. Mọi ngày mình được nhìn báo, không thấy nhìn về. Cảm thấy rất là nhiều người. Các con cháu ấy, con gái mà. Wow. Đã đi cả cháu về. Cái chỗ này em thấy cái gì thì đặc biệt không? Khúc này toàn cây thị không á? Cây thị á. Trời ơi. Cái ông gọi là một chú trưởng làng đây bảo là ở đâu có cây thị, người đấy là người Việt Nam. À, ở đâu có cây thị là chỗ đấy là người Việt hả? Đây. Trò chơi khá thú vị. Nói chung là đến với cái khu làng Phú Thầu này thì phải nói là đẹp. À, anh tưởng mà đi bộ. Không, mình chỉ không đấy. À dạ. Đang bắn ngoài đây này. Nói chung là ngày hôm nay mà đến với Trung Quốc thì pháo bắn khắp nơi mình ạ. Bắn rầm rộ lắm. Mà không phải ngày hôm nay. Ngày 24 à? Mà ví dụ mà anh em mình sang ngày 30 thôi có mà đứt tai luôn đấy. Đây. Nói chung là bên này là pháo nó rẻ. Người ta bắn suốt ngày. Bên này ở bên này chủ yếu là người ta bắn pháo thôi. Ngày Tết thì cũng không có mai, cũng chẳng có đào. Bánh trưng cũng chả có. Người ta sẽ sử dụng cái bánh gọi là bánh như cái bánh đòn mình ạ. To như bắp chân ấy. Người ta cắt khúc khúc ra. Còn khu nàng này thì quá đẹp rồi. Ô con chào cô. Đó. Những người mà gọi là dân tộc Kinh ấy, mình thấy hầu hết đang chuẩn bị Tết mình ạ. Người ta đang dọn nhà, đang sắm sửa. Ô đây. Nhà nào cũng bắn pháo mình ạ. Hình như người ta bắn pháo ngoài đình ấy nhỉ. À quên. À đây đây. Hôm nay là người ta đang cúng mình ạ. Bây giờ mình đã vào xem mọi người đang cúng cho mình nhé. Châu. Đây là hai cái biểu tượng đặc biệt của người dân tộc Kinh. Em chào anh ạ. Chào. Ni hao. Nhà ăn chưa? Dạ chưa. Anh đang gánh cái này đi đâu đây? Đi làm lễ xong rồi. À làm lễ xong rồi về nhà anh à? À dạ dạ. Thì anh đó nhà ở bên này mình ạ. Đây nhà đây. Anh biết nói tiếng Việt nha, anh biết nói tiếng Việt mình ạ. Lên kênh ạ. Mình đã vào đây đây. Mọi người làm lễ xong rồi mọi người sẽ di chuyển. Con chào ông ạ. À, bọn con người Việt Nam à? Việt Nam à? Dạ, bọn con móng cái à? Dạ. Móng cái sang đây chơi à? Chà cổ à? Dạ, bọn con mới lên ạ. À, bọn con vừa sang.
Vừa sang ạ. Ông vừa làm lễ xong rồi. Ông làm xong lễ chưa? Ý là làm cúng xong chưa? Ông cúng xong chưa? Nhà người cúng người. À, cúng rồi à? Dạ bây giờ ông về à? Dạ, chào ông ạ. Pháo nó bắn khắp nơi nên mình nói chuyện với lại mình phỏng vấn cũng khó mà ạ. Ai cũng muốn nói chuyện với mình nhưng mà trả lời và nói qua nói lại khó nghe, còn không hiểu được nhau ấy mọi người. Đa số là người ta sẽ cúng má heo mình ạ. Đầu lợn ạ. Nguyên một cái đầu luôn. À, con chào ông ạ. À, cháo em ạ. Cháo má heo. Cháo má heo. Đầu heo ấy. Cái này cúng kiểu như là cảm ơn. Dạ khô vậy. Dạ. Gần như đốt cả ngày này luôn. Không có cả nghỉ luôn đấy. Đốt nhiều. Nên là bây giờ các chú đang chuẩn bị để cúng. Gần như là gia đình nào cũng đưa lên đây để là làm nghi thức năm rồi. Mọi người trải nghiệm đến đây du lịch thì có thể là ghé Sơn Tâm, Vũ Thầu. Vũ Thầu thì rất là đẹp. Chú ơi. Thế việc mình đang cúng đây là cúng cho gia đình mình à? Gia đình mình cúng là cảm ơn về cuối năm. À, gia đình cúng đấy. Cảm ơn về cuối năm, dạ ơn đấy. Và con đang không hiểu về trên kia đã có là hai ông rồng á. Và ấy có nghĩa là gì á, mình cúng ở trên đấy. Đây là ông quan lớn. Rồng. Ông quan lớn là trước ngày ở Việt Nam thì đấy. Có liên quan đến sự tích con rồng đó không? Đầu tiên này ở dưới Việt Nam lên đấy. Cũng là liên quan đến con đồng tiền. Chú đang bị đau học à? Em cảm ơn ạ. Đó thì Khang rất là muốn phỏng vấn nhiều hơn nữa cho mọi người nghe nhưng mà chú đang bị đau học. Cô chú anh chị đang lên trên vườn để dọn mộ mọi người. Những cái vật dụng để người ta mang lên cúng mọi người. Gồm pháo này, hương này, nước này, trái cây, rất nhiều thứ đấy. Cái xe này nhìn khá đồ sộ, mình không biết là xe điện à xe máy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào cái khu vực các cô chú đang
dọn mộ ấy. Hình như là còn một cái đường nữa chứ không phải đường kia mình ạ. Đây đây đây, trên đây. Những người dân tộc Kinh, những người ở đây ấy, người ta đi làm ăn khắp nơi. Bây giờ người ta trở về đây để đón Tết, trở về đây dọn mộ rồi là đốt pháo. Nói chung là nghi thức ở đây thì đa số là mình thấy là đốt pháo là chủ yếu mình ạ. Gần như chỗ nào cũng đốt em nhỉ? Vâng, nhà nào cũng đốt luôn, nhà ấy 4 5 dàn. À bữa nay em hỏi một bà kia là một bà người Việt có 5 6 con mà người đã có ô tô ấy. À Nexus à? Ô đây đã chưa này, có bụi tre này. Cây tre. Mình đi vào đây để mình ngó khu vực các cô chú đang lên mộ mọi người, lên mộ dọn dẹp á. Đây Mạnh vừa kể đây, có nghĩa là cô có 6 người con, 5 6 người con mà ai cũng có xe mọi người ạ. Ai cũng có xe hơi mà toàn xe Nexus không vậy đấy, bảo là người dân tộc Kinh giàu lắm. Đây. Vào đây là lên mộ ạ. Hôm nay thì nói chung là nhà ai cũng gọi là tổ chức mình ạ, tổ chức nhậu. Ôi dạ. Cháu mọi nơi vé hết nhỉ. Hành cầm một cái dao quắm. Mọi nơi vé hết. Đây này, vừa đấy mẹ hỏi đây, đấy là đấy. À. Mày đang làm lễ mà quên cầm tiền vàng. Rồi. Mọi người cứ bảo là người rất là Kinh. Ôi dạ. Xe điện ha. Điện đẹp ha. Em chào anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin chị. Ở về đây nhá, anh đi lên kia nhá. Lên mộ trên ạ. Phải nói ở đây là mình thấy rất là thú vị. Những ngôi làng thì nhỏ nhỏ, xinh xinh, đẹp đẹp. Còn những cái khu mà người mất ấy, thì phong thủy khá đẹp luôn, nằm ở trên những đỉnh đồi. Và cái điều đặc biệt đó là cây cối, mọi thứ nhìn nó đang còn rất là hoang sơ. Kiểu như là còn, ôi trời, đấy một chú gà. Gà chắc bị ốm rồi ạ. Gà bị ốm rồi. Đây mình xuống mình cho mọi người xem. Chắc bị cúm rồi ạ. Chích 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 chích. À hay là người ta làm nghi thức. Mình thấy là có nhiều người dân tộc ấy, người ta làm mấy cái nghi lễ, người ta thả mấy con gà này ra này. Xong người ta để như kiểu là cho mày tự sinh tự diệt á. Biết phải không? Còn như đây mình thấy một chú gà như kiểu đang ốm á. À, mình thấy có rất là nhiều người đi qua lại nhưng mà người ta không quan tâm á. Thôi mình cũng không đụng đâu. Ở khắp cái khu núi rừng này là người ta đang dọn mộ với mình ạ. Thì hôm nay chủ yếu là mình cho mọi người ấy. Nổ nữa. À, người dân ở đây sẽ sử dụng những phương tiện như cái xe này này, xe ba bánh này để chở pháo. Gần như là nhà nào cũng có pháo mọi người nhé. Hiếm lắm thì có nhà không có thôi. Đây, đây là những con đường đi vào mà nó khá là gọi là thâm sâu và gọi là nhìn nó nguy hiểm mình ạ. Ôi giời, trong nhiều mộ lắm mình ạ. Cháu làm buôn làm bán cái gì cũng cho thu và cho nhiều. Gia đình mình là đang làm lễ là cho các cụ kỷ về phụ cho mình ạ. Ừ, phụ cho con cháu buôn bán người nào cũng may mắn. Cả gia đình nhà mình người Việt hết đúng không ạ? Không gốc Việt ạ. Hả? Gốc Việt. Dạ, gốc Việt đó. Phụ cho đến mời đi đâu buôn bán không Việt Nam, miền Nam buôn bán được đi đâu buôn bán không? Thu và cho nhiều. Dạ vâng. À gì bán tới sáng tối nha. Gốc Việt này, gốc Việt trong làng người Hoa đang gọi là làm lễ cũng ông bà cụ cụ người Việt rồi nhé, cho là các cụ có quần có áo cho người Việt nhé, để mà cụ mà đem tiếng mà cụ cháu đi cờ bạc, cụ cho con cháu cờ bạc đâu đâu được cờ bạc. Nhiều quần áo không con cháu quần áo là nhiều tiền đánh đâu thằng đấy ạ, con cháu mua cho quần áo nhiều tiền nhiều bạc cho cụ là đánh đâu thằng đấy ạ. Cái gì phải hổ chứ nhá, buôn bán được làm buôn làm bán được, buôn bay nè hổ cho cái cháu này nhà bán đây này đại học này để mà đi học đi một con gái đẹp đẹp cơ, con gái chồng chồng nhá. Bây giờ sang bên kia xem các chú đốt pháo rồi. Dạ. À
không không đốt nữa. Bây giờ mình đốt pháo ở đây luôn hả chú? À đốt đây luôn. Sẽ xem bên kia. Xem bên kia xem mọi người bên này đốt pháo mọi người nhé. Thì cái phong tục bên này thì nó khác hẳn Việt Nam mọi người nhé. Chủ yếu là lên mộ dọn dẹp cho các phần mộ sạch sẽ, đây là cúng. Cúng rồi bắt đầu là đốt pháo. Đây pháo bên này cái dàn nó khủng lắm mình ạ. Dàn này thì khỏi nói rồi. Để mình cho mọi người xem này. Pháo khá là to luôn đấy, mà nó kêu điếc tai mình ạ. Không phải như pháo Việt Nam đâu, pháo Việt Nam là mấy cái pháo nhỏ nhỏ thôi. Việt Nam bữa nay cũng được chơi pháo nha, pháo nó nhỏ xíu à. Nó chỉ kêu tẹt 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 thôi. Ồ, dàn này khá dài mẹ. Hết rồi. Ôi giời, hôm nay được xem một dàn xung quanh luôn này. Ôi giời, nói chung ngày hôm nay thì ở đâu cũng đốt pháo mọi người ạ. Đó, sẽ có hai cục như thế. Nói chung là tứ phía chỗ nào cũng đốt pháo mọi người ạ. Đây, gia đình đang chuẩn bị đốt pháo cho ông bà. Đây là một cái nghi thức, một cái nghi lễ khá là hay á, không giống người Việt mình đâu nhá. Đấy, mình đứng ở bên trong. Đủ trong. Vào trong mới vẫn được. Bắn tung tóe. Em sang góc kia kìa. Góc kia rộng mà. Nghe thấy không? Bây giờ hiện tại là Khang thấy rằng là tứ phía gọi là khắp nơi luôn. Góc kia cũng nổ, góc kia cũng nổ, góc này cũng nổ, góc này cũng nổ. Mà bây giờ là 11 giờ trưa Việt Nam, 12 giờ Trung Quốc. 12 giờ trưa, mọi người chắc là nổ để xong mọi người về ăn cơm á. Mình đang phải đứng xa xa ra một tí để tránh hiện tượng nó bắn á, nó bắn vào mặt mọi người ạ. Người ta sử dụng không biết biết bao nhiêu pháo mà kể. Đó. Còn nguyên một cái khu này là những cái phần mộ của những người dân tộc Kinh ở đây mọi người nhá. Nhiều lắm. Hết khu này là tính ra hàng trăm hàng nghìn mộ á mọi người. Ôi giời. 2 giây 101 giây ta. Ôi giời, hai cái dàn này sao bắn nâu thế nhỉ? Em nhức hàng. Không, nhưng mà anh thấy là hai dàn này đặc biệt này, bắn nó nâu. Bình thường anh thấy cái dàn bắn khoảng mấy giây mà hai dàn này bắn gần 2 phút đấy. Ba dàn anh ạ. Ba dàn hả? Ba dàn. Trời. Mà thứ nhất này vòng rất là to. Bắn đẹp nhỉ, bắn xong hết nó tỏa nó kín đỏ rực hết luôn. Kiểu nhìn đẹp không? Như kiểu hoa hồng rắc ha. Trời đấy, ngựa đấy.
đây. Chua duyên án là truy oán là truy vu thầu à vu thầu chư phan à một vạn à một phần giàn pháo tròn này là phải 1.300 3.600 em hỏi bên kia cho hôm đó anh xem ấy mà anh vừa được mười mấy ngàn từ nãy giờ phải 100 dàn rồi đấy xong rồi tháng này này học siêu nhanh luôn 1.200 tệ 1.200 tệ một dàn đấy ghê rồi 3 triệu mấy một dàn à đốt đấy phải đốt phải là triệu dàn đấy không chắc là đây một gia đình khá điều kiện á đốt cả tiền vạn thì pháo luôn đấy nhiều vạn đấy anh thấy đốt cả tiếng rồi đốt cả tiếng rồi từ lúc anh lên giờ đã mang đốt kinh khủng luôn thế là nhiều gia đình ấy, người ta đến mỗi gia đình mang một lượng pháo đến một gia đình nhưng mà nhiều anh em á
Nhiều anh em biết là nhà anh đốt 1 vạn, nhà em đốt 1 vạn. Thế là nhà có 5-6 người, mỗi nhà đốt 3-4 vạn đấy nhỉ? Em đi né né là không nó bắn vào mặt đấy, nó bắn vào mắt này. Đi xin chào mọi người. Ê, gia đình mình hôm nay đốt bao xong là cái vỏ nó bay tung tóe nhìn khá đẹp này, kiểu như là bông hồng á, khá đẹp luôn. Phải nói là dã man khá nhiều người ạ. Bắt đầu các cô chú sẽ dọn rồi, đâu vào đây xong một chút. Thật sự mọi người ấy, từ trước giờ mình nghe nói là người dân tộc Kinh là một dân tộc thiểu số mà giàu có ở Trung Quốc, nhưng mà hôm nay mới cảm nhận được cái sự giàu có nó cỡ nào mình ạ. Các cô chú đến đây để gọi là tảo mộ, thăm mộ xong các cô chú mà đốt pháo, mình thấy là đốt mà nhiều kinh khủng luôn. Nếu mà số tiền mà mua pháo này ở Việt Nam ấy có thể làm rất là nhiều mình ạ. Ở Việt Nam mình bán một cái dàn đây, đây một dàn thế này, một dàn thế này là 100 trái, hơn đấy nhỉ, 100 1 2 3 4 5 6 7, 100 trái như này, một dàn như này ở Việt Nam mình bán không bao giờ dưới 2 triệu mình ạ. Mà bây giờ mọi người để ý đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, rồi là chưa kể những cái dàn pháo này, pháo dây này khổng lồ này, nó dài khoảng độ 15-20 mét, kinh khủng mình ạ. Đấy là một gia đình nha mọi người nha, còn hàng trăm gia đình như này. Bây giờ mọi người có thể thấy này, đi đây là một đoạn. Bây giờ các cô chú cũng đang di chuyển về rồi, mình cũng về theo mình ạ, về theo rồi là kết thúc video ở đây mình ạ. Đây mọi người có thể thấy thì sau khi bắn pháo hoa xong thì nó gọi là đỏ rực như này. Thôi video này mình xin kết thúc ở đây mọi người nhé. Chia sẻ cho mọi người về một ngày Tết, một ngày rất là đặc biệt ở đảo Vũ Thầu. Người dân và những người dân tộc Kinh người ta làm gì và người ta nên mộ, người ta bắn pháo ra sao ha. Thôi chào mọi người nhé, hẹn gặp mọi người video sau. Chào mọi người, chúc mọi người một cái Tết thật vui vẻ, đoàn kết, đoàn viên bên gia đình nhé. Chào mọi người.